Hello, xin chào mọi người đã trở lại với kênh Tinh Hoa Võ Thuật. Và hôm nay chúng ta sẽ không tập luyện nhưng chúng ta liên làm với nhau với một cái gọi là vlog chém gió. Lại một chủ đề nữa mình cần giải thích cho các bạn trong võ thuật hôm nay. Và hôm nay mình muốn dạy chỉ cho nói cho các bạn về cái chuyện mà tại vì mình thấy có nhiều bạn là chúng ta hay bị sợ hãi khi mà chúng ta bắt đầu, khi mà bạn có đam mê võ thuật rồi, bạn muốn đi tập võ rồi nhưng mà bạn lại cứ sợ. Bạn sợ tại vì bạn nghe nhiều người đi học võ cứ kêu là đi học võ xoạc chân đau lắm, xoạc dọc, xoạc ngang gì đó, xoạc chân đau lắm. Xong rồi tự nhiên bạn sợ. Tại sao bạn lại sợ vì cái vô lý như thế để rồi bạn không đi tập võ? Và có một điều nữa là có nhiều bạn tập võ, bạn chưa tập võ mà bạn có nhiều thắc mắc quá. Bạn hỏi đủ thứ trên đời dưới đất, đủ thứ trên trời dưới đất, ngoài đời cũng như trong đời, đủ mọi chuyện. Bạn lo lắng, bạn sợ hãi làm gì? Khi mà chúng ta đam mê thì chúng ta cứ bắt đầu đi ha. Cho nên có cái câu cổ ngữ, hay là trong cái thành ngữ, một cái câu cổ nhân đã truyền lại, đó là mọi chuyến hành trình đều bắt đầu từ những bước chân đầu tiên. Vì thế mà chúng ta cần các bạn cứ đi đi, cứ tập đi. Các bạn mê võ, các bạn cứ đi học, đăng ký một cái lớp, đừng sợ gì cả. Thiên hạ bao nhiêu người học, mắc gì mình không học được, đúng không? Cho nên các bạn cứ phải đi học, đừng có hỏi, đừng có sợ gì cả. Có nhiều bạn hỏi mình nhiều thứ quá mà xong mình hỏi lại câu. Mình thấy bạn hỏi mấy chục lần, mấy chục ý, bao nhiêu chục cái điều trên đời này. Mà trong khi đó mình là một người thầy võ, mình đã dạy võ mà nhiều khi mình cũng còn chưa bao giờ mình nghĩ tới những cái điều đó nữa. Tại sao bạn nghĩ làm gì nhiều, đúng không? Cho nên điều quan trọng đó là các bạn cứ bắt đầu bước đi đi. Bạn có đam mê, học võ quan trọng nhất đối với mình. Đối với mình nha, mình thấy quan trọng nhất khi mà bạn đi học võ, để bạn trở thành một người vĩ đại trong võ thuật, trở thành một người võ sư, một người thầy, một người võ sĩ. Tất cả cái gì thành tựu trong võ thuật phải bắt đầu từ cái đam mê. Võ thuật là cái đam mê, chứ không phải võ thuật là một cái gọi là ép buộc. Mà nhớ nhá. Rồi có một gia đình thì họ hỏi mình là vậy thầy ơi, mình muốn đăng ký, muốn cho con em con của mình 5 tuổi đi tập võ mãi về sau và theo đến lớn luôn, vậy thì nên tập cái võ gì, nên tập loại gì? Thì mình đã trả lời cho phụ huynh đó, cũng như là giờ mình muốn giải thích cho các bạn nhiều hơn. Có nhiều người cũng như thế, phụ huynh họ nghĩ muốn cho con em mình đi học võ tại vì có thể là phụ huynh đó là một người mê võ, rồi phụ huynh đó họ coi phim võ thuật, họ thích võ, họ muốn cho con em mình phải tập võ. Thì thông báo cho các bạn thì điều đó cũng rất là tốt rồi, phụ huynh hướng đi cho con mình một hướng nào cũng rất là tốt. Nhưng một điều quan trọng nhất, nếu phụ huynh muốn cho con của mình đạt được những thành tựu lớn hay là đi xa, đi mãi, giống như mình tập võ từ bé, mình chập chẹ từ lúc mà mình không ý thức được mình đã cũng thích võ rồi. Ngày đó mình thích coi phim võ thuật lắm, nhưng mà từ từ mình chỉ cho bí kíp tại sao mình lại thích võ và mình theo võ nhá. Nhưng mà chỉ cho các bạn đó là đầu tiên phụ huynh cần phải tìm hiểu xem đam mê của con mình là cái gì. Chẳng hạn như bạn để ý thấy con của mình á, bé nhưng mà nó hay thích chơi đánh kiếm, hay thích chơi đánh nhau, thì nói chung là con trai hay thích đánh đấm, đúng không? Con gái chơi búp bê, nhưng mà đấy là ngày xưa thôi. Bây giờ con gái, con trai đều chơi iPad với lại iPhone hết rồi, không còn là chơi búp bê siêu nhân ngày xưa nữa đâu. Bây giờ toàn chơi cái gì mà ấy lắm. Nhưng mà các bạn để ý một xíu, các bạn sẽ thấy cái năng khiếu của nó. Chẳng hạn như có những cái bạn nhỏ nam á, đang nói bạn nam nhá, hoặc bạn nữ cũng thế, tự nhiên nhỏ hay thích coi phim võ thuật là một, hay thích mở phim võ, hay là hay thích nói chuyện võ, hay thích nói gì liên quan đến võ thuật một xíu, hay thích tìm hiểu, hay thích xem. Chẳng hạn như nhỏ thì hay sưu tầm những tấm ảnh, hay là trong điện thoại của em nó, em nhỏ đó, cháu nó, thì hay để hình võ thuật, hay là làm cái gì đó liên quan võ thuật. Thì đó chính là cái đam mê nó đang phát triển ra, mà nó một cách vô ý thức. Nó cũng không biết đâu, nhưng mà phụ huynh chúng ta lớn, chúng ta để ý cái điều đó. Và nếu con mình nó đam mê thì sau này bạn, thì bạn mới... Rồi chưa nói một điều, nó đam mê chẳng hạn bạn thấy con mình nó hay có những tư thế dùng võ thuật. Nó nhào lộn, nó đấm đấm, nó đá đá, hay là nó thích đánh quyền, đánh tầm bậy bạ, nhưng mà nó cứ đánh một cách vô ý thức, thì đó chính là cái đam mê và cái năng khiếu của con của mình. Thì khi đó các bạn hãy tiếp thêm cho nó bằng cách là cho nó đi học võ, thì khi đó các bạn mới có thể để cho nó tập mãi về sau được, bởi vì cái đam mê nhá. Chứ không có đam mê thì chả làm được cái gì đâu, không có đam mê thì sau này làm khó lắm, nó ngượng ngùng lắm nhá. Các bạn nhớ điều đó.
Rồi đó, cho nên các bạn khi mà các bạn bắt đầu vào trong cái hành trình võ thuật thì các bạn đừng suy nghĩ nhiều. Bất cứ một cái việc gì nữa bạn cứ suy nghĩ đắn đo hoài thì hồi nữa các bạn không làm được gì nữa ha. Các bạn cứ bình tĩnh, thoải mái và một cách tiến đến một cách rất là tự nhiên thôi. Chỉ cần các bạn đam mê, các bạn cố gắng đam mê thì các bạn đi nhá. Nhớ nhá, các bạn đừng có hỏi nhiều quá phức tạp nhá. À, một điều nữa đó là cái bài chia sẻ hôm nay đó, đó là các bạn lưu ý thì quan quẩn nhất mình nhắc lại sơ sơ đó là các bạn khi mà bắt đầu các bạn đừng có sợ những cái điều đó. Rồi khi mà tập võ, cái động tác xoạc chân á rất là tự nhiên thoải mái đến với các bạn thôi. Xoạc chân nó là một, tại sao chúng ta cần phải xoạc chân và chúng ta không xoạc thì có đá được hay không? Thông báo cho các bạn, khi mà chúng ta không xoạc chân được thì chúng ta vẫn đá được. Giống như một cái người không học võ họ vẫn đá được. Nhưng mà cái cú đá của họ nó sẽ không được tối đa cái lực. Họ không có đá, chẳng hạn như đá cao lên thì họ không đá được ha. Họ không đá cao được, rồi họ không có đá một cái cách gọi là chân chu những cái người mà xoạc chân tốt. Thế thôi. Vì thế chúng ta khi mà chúng ta xoạc chân thì nó đau đớn, thì nó có đau đấy, bảo đảm với các bạn nó rất là đau ha. Đúng caramel. Đó, nó cực kỳ đau. Khi mà xoạc đặc biệt có người ấy thì xoạc dọc nó bị đau, có người thì xoạc ngang nó bị đau. Như mình á, mình xoạc ngang bị đau mà xoạc dọc nó không đau. Còn cái thằng quay phim á thì nó lại xoạc ngang không đau mà xoạc dọc đau. Đó. Cho nên các bạn lưu ý, mỗi người có một kiểu, có người thì xoạc chả đau cái nào. Có người xoạc thì đau cả hai. Có nhiều người chưa xoạc đã đau. Nên, ê, xoạc chân nhá mấy ông. Mấy ông đừng có hiểu lầm tôi đang nói gì nhá. Các ông bảo xoạc, xoạc lung tung không được nhá. Xoạc chân là toạc háng ra, chứ không phải là các ông đang nghĩ lung tung nhá. Nhiều bây giờ thời đại công nghệ văn minh này, nhiều khi nó nói một từ nó ra 10 từ. Các bạn lưu ý nhá. Nó không phải là vấn đề quan trọng trong võ thuật. Xoạc nó chỉ là một cách để giúp cho bạn tiến thân thôi nha. Các bạn lưu ý điều đó. Đó, cho nên các bạn lưu ý nha. Xoạc chân nó không phải là vấn đề quan trọng. Và nếu như là chẳng hạn như là bạn học boxing đi, học boxing là học quyền ăn ấy, thì xoạc chân nó không có phải là, không phải là điều quan trọng nữa. Bởi vì boxing ấy, cái tấn của các bạn chỉ cần dạng chân vừa phải để các bạn di chuyển thì cái xoạc chân nó không còn ý nghĩa gì lắm với boxing, đúng không? Nhưng mà khi mà tập luyện boxing hay kickboxing thì tất cả các bạn đều cần phải xoạc, xoạc chân. Tại vì xoạc chân không chỉ phải là để đá. Đâu có ai là để giống nhiều bạn taekwondo là cứ đá thẳng vút vút cái chân lên trời đâu. Thực ra là không phải. Ngay cả mình chả bao giờ đá thẳng lên trời làm trò gì cả. Đá chim à? Chim gì đá nó? Mình có nhiều loại chim mà đi thấp mà đá chim gì thấp, ai cần gì đá chim lên trời, đúng không? Chim gì các bạn tự hiểu nhá. Chim nhiều chim nó rà rà gì đó thấp, quất phát này bây giờ chết luôn nha. Đó. Nhiều con chim như chim cắn cụt, chim gì bò đất, các bạn đừng có hiểu chim gì nó lơ lửng, đúng không? Các bạn lưu ý nhá. Cho nên á, cái đòn đá thẳng lên á, đó là chỉ dành cho biểu diễn võ thuật ha. Chẳng hạn như các bạn taekwondo, nhiều bạn chúng ta biểu diễn võ thuật chúng ta đá thẳng lên trên trời, wow, nhiều người wow, mắt chữ A mồm chữ O thấy wow, cao thủ võ thuật. Thực ra cái đó đâu phải là cao thủ võ thuật, cái đó dẻo thôi. Các bạn xoạc chân tốt, các bạn thả đá thẳng lên thôi ha. Còn cao thủ hay không thì phải nhìn tổng hợp. Khi các bạn đánh võ, các bạn đánh nhiều thứ, đánh quyền cũng chất, đánh binh khí cũng chất, về lý luận võ thuật cũng chất, rồi đánh đối kháng cũng chất nữa. Thì khi mà các bạn tổng hợp tất cả thân bộ pháp, tất cả mọi bài quyền, tinh thông rất là nhiều thứ thì khi đó mới gọi là bạn giỏi. Giỏi đứng đá trời không gọi là giỏi, thôi thua lại các thánh. Nhớ các bạn khi mà đánh giá một người, đánh giá một võ sĩ, đánh giá một cái gì, các bạn cần phải nhìn tổng quát. Tổng quát tất cả những cái gì họ đang làm và kết quả tạo ra được nha. Đó là các bạn đánh giá một người giỏi nha. Cho nên khi mà chúng ta bắt đầu võ thuật vậy, các bạn đừng có sợ một thứ. Xin lỗi, thông báo cho các bạn để các bạn nói toẹt ra luôn đấy. Có trên trong võ thuật có nhiều thứ còn sợ hơn cả xoạc chân. Xoạc chân nó chả là cái gì so với nhiều thứ khác ha. Cho nên ví dụ như là mình so sánh đi. Ngay cả mình á, cái xoạc chân nó không đau bằng khi mà tập kiếm. Mình tập kiếm á, mình cầm hai kiếm á, chẳng hạn như là đánh song kiếm chẳng hạn, mình đánh song kiếm, mình đánh một lúc là cái cơ nó bị co, nó cứng ngắc cái tay vậy này, nó buốt hết các khớp, cầm kiếm không nổi nữa. Khi mà các bạn cầm nhấc lên nhấc xuống thì không sao, nhưng mà bạn cầm nó đánh thử một bài coi, nó cực đau và nó tê, nó cứng cái cơ lại giống như bị chuột rút ấy, nhưng mà nó cơ rút lại cứng, nó đau lắm luôn ấy. Đó, có nhiều thứ nó còn đau đớn hơn cả xoạc chân nữa. Hay là các bạn cầm đại đao đi. Đó. Hay là các bạn cầm trường côn đi, các bạn khùa, hay là cầm nhị khúc đi, các bạn đan quật ngay vào đầu nó sưng cục to như quả trứng gà này, trứng gà đấy, hiểu không? Quật như to này, nó còn đau hơn cả cái xoạc chân nữa. Hay là các bạn đánh nhị khúc bằng sắt, đánh một phát một. Hay là các bạn nhào lộn trong võ thuật, các bạn nhào lộn gãy cả tay,
nó còn đau hơn cái xoạc nhiều, đúng không? Tại sao bạn không sợ những cái đó mà bạn lại đi sợ cái xoạc cái chân? Trời ơi, mấy ông ơi, đi học giùm tôi cái đi nha. Cho nên khi các bạn đi học võ, các bạn chịu khó cứ bắt đầu, và hành trình nó còn gian nan. Chả có hành trình nào trên đời này gọi là đơn giản mà màu hường cả. Cuộc đời này nó màu xám, có lúc đen, có lúc trắng, có lúc thăng, lúc trầm, có lúc vui, lúc buồn. Chả bao giờ mà gọi là suôn sẻ tất cả được cả. Cho nên các bạn lưu ý, đừng có sợ hãi, hãy cứ bắt đầu nha. Đây là lời chúc cho tất cả những cái người mà các bạn muốn đi tập võ. Thà các bạn đừng mê nhá, các bạn không mê võ thì thôi, nghỉ, đừng đi học, làm gì mất thời gian phí. Mê cái gì theo cái đó, mê chơi, mê bơi, mê đá banh thì cứ theo cái đó, mê vẽ tranh thì cứ đi vẽ tranh, mê nấu ăn cứ nấu ăn ha, không có ngại ngần gì cả. Mê cái gì theo cái đó thì sau này bạn mới làm được. Khi mà chúng ta đang mê, chúng ta mới làm được theo cái sở thích, không ai ép buộc chúng ta mới cũng làm, không vì tiền, không có tiền chúng ta vẫn làm, lỗ vẫn làm đó. Cái đó là đam mê, và đam mê nó sẽ kích thích não bộ, đem cho bạn có sự sáng tạo và phát huy được tất cả những tiềm năng tối đa của bạn ha. Rồi chúc các bạn tập luyện vui và hẹn gặp lại các bạn clip tiếp theo. Tạm biệt.